Cục Thống kê Đà Nẵng cho biết, ước tính GDP 6 tháng đầu năm 2021 của thành phố tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2020, tăng nhẹ hơn 1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong 6 tháng cuối năm, thành phố đã xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế. Trong đó, các mức tăng trưởng kinh tế của thành phố phụ thuộc vào thời điểm khống chế dịch bệnh. Mức tăng từ 5,5 đến 6% đã được dự báo khả thi khi thành phố quyết tâm đảm bảo duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công và tiêm vaccine COVID-19 tới người dân. Từ đầu tháng 5, làn sóng COVID-19 lần thứ tư quay trở lại tại Đà Nẵng đã kìm hãm sự phục hồi tăng trưởng của khu vực dịch vụ. Tuy nhiên, khu vực kinh tế này cũng kịp đóng góp hơn 60% cho tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm. Với diễn biến dịch bệnh vẫn còn phức tạp như hiện nay, dù Đà Nẵng kiểm soát tốt tình hình, thì khu vực kinh tế dịch vụ, nhất là du lịch, khó có thể phục hồi hoạt động trong ngắn hạn. Như vậy, kinh tế Đà Nẵng trong 6 tháng cuối năm sẽ phụ thuộc vào hai trụ đỡ chính, đó là công nghiệp xây dựng và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư, nhất là đầu tư công. Trong thời gian qua là cái tình hình dịch bệnh phải thực hiện cái việc giãn cách, nên cái hoạt động đầu tư công của thành phố thì chỉ là bước đầu khởi động. Điểm sáng của về kinh tế của Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm là tập trung ở cái điểm là sản xuất công nghiệp. Thực tế, trong tháng 5 và tháng 6, bù lại sự sụt giảm của thương mại dịch vụ, ngành công nghiệp xây dựng vẫn duy trì tăng trưởng dương, trở thành cứu cánh cho kinh tế Đà Nẵng hiện nay. Trong khi đó, giải ngân đầu tư công vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Tháng đầu năm 2021 thì thành phố đã giải ngân được 18% kế hoạch vốn năm 2021. Như vậy là tăng 2% so với cùng kỳ của năm trước và cũng cao hơn 2% so với bình quân giải ngân đầu tư của cả nước. Đó. Tuy nhiên là cái khối lượng công việc từ nay đến cuối năm thì còn rất là nhiều. Đó. Do đó nên là về công tác đền bù phải kịp thời để bàn giao cái mặt bằng cho các công trình tiếp tục thi công đúng theo cái tiến độ đề ra. Về cơ chế chính sách cũng phải có cái tháo gỡ kịp thời để đẩy nhanh các thủ tục. Trong 3 kịch bản cho tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng 6 tháng cuối năm của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Cục Thống kê Đà Nẵng cho rằng mức tăng trưởng từ 5,5 đến 6% là phù hợp với tình hình thực tế, có tính khả thi cao và có tính phấn đấu trong việc kiểm soát chặt dịch bệnh và thực hiện tốt các giải pháp duy trì phục hồi phát triển kinh tế. Nhưng khả năng duy trì sản xuất kinh doanh và tốc độ tăng trưởng vẫn phụ thuộc và có mối quan hệ chặt chẽ với tiến độ triển khai tiêm chủng vaccine. Cái vấn đề quan trọng nhất hiện nay để mà thực hiện được cái nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế vừa phải đảm bảo phòng chống dịch thì chúng tôi có một cái tham mưu rất là quan trọng, trong đó là cái vấn đề về cái tiêm vaccine là máu chốt để mà thực hiện cái các hoạt động kinh tế nó diễn ra bình thường hay không, là vấn đề về tiêm vaccine diện rộng. Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng cũng khẳng định vaccine chỉ là điều kiện cần để duy trì tăng trưởng kinh tế, bởi hiện nay các doanh nghiệp sản xuất cũng đã tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu phòng dịch COVID-19 trong nhà máy và sẵn sàng các phương án chủ động duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tự tạo sức đề kháng cho mình trước mọi diễn biến của dịch bệnh. Chính quyền thành phố cũng như các ban ngành quyết tâm gỡ vướng để thúc đẩy giải ngân đầu tư các dự án, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế song song với đẩy lùi COVID-19.